Xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Quý Hoàng Hạ Long. Hôm nay mình làm video tổng hợp về một số những cái dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và của thành phố Hạ Long nói riêng. Cũng muốn giới thiệu lại với các bạn trong cái quãng thời gian năm 2021. Ngày hôm nay là cũng sắp cuối rồi, còn một ngày nữa là sang năm mới rồi. Cho nên là mình làm tổng hợp lại những cái video trong thời gian qua mình đã làm, và cũng muốn để lại giới thiệu với các bạn, có thể là các bạn xem được không xem được hết các video của mình, thì hôm nay mình sẽ làm tổng hợp và mình làm tóm tắt. Mình cũng giới thiệu qua thôi, còn vì trên tất cả những cái hình ảnh là mình cũng đã đưa lên những cái dự án để các bạn nhìn và những cái vốn đầu tư ban đầu. Còn mọi chi tiết mà những bạn nào chưa xem thì các bạn sẽ quay trở lại những cái video trước của Huy Hoàng, đều có tất cả về những cái dự án này. Rất nhiều dự án đã được khởi công và cũng đang chuẩn bị khởi công xây dựng ở trên toàn bộ mặt bằng của tỉnh Quảng Ninh cũng như của trên thành phố Hạ Long nói riêng. Thì các bạn cũng xem và tham khảo những cái chương trình dự án của tỉnh đề ra và đã cho thi công. Đến hôm nay thì cũng rất là nhiều dự án đã hoàn thiện, một số dự án đã hoàn thiện và cũng có một số dự án là bắt đầu khởi công, và cũng một số dự án để trong tương lai năm 2022 này để bắt đầu thi công. Trong một năm 2021 cũng rất là vất vả, cái thứ nhất là về dịch bệnh, cho nên là những cái nền kinh tế là cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, từ người dân cho đến các tập đoàn, rồi đến kể cả là chung của tất cả Việt Nam và cả thế giới. Nhưng mà với sự phát triển không ngừng của tỉnh Quảng Ninh thì hôm nay các bạn cũng nhìn thấy trên video của mình, cũng thấy được là những cái dự án đã được hoàn thiện và những dự án đang làm dang dở và những dự án tiếp theo. Thì thấy là tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh rất là phát triển vượt bậc đấy các bạn. Chính như vậy nên là mình cũng rất là muốn là đưa cái video hôm nay lên để cho tất cả chúng ta cùng tham khảo, chúng ta cùng xem, chúng ta cùng ngẫm nghĩ lại sau một năm tỉnh nhà của chúng ta đã làm được những gì và thành phố Hạ Long đã làm được gì. Các bạn cùng xem và cùng trải nghiệm cùng Huy Hoàng nhé. Trong video này có hôm nay là mình đưa lên là 15 cái dự án, thì cũng có những cái dự án về đường xá, về các công trình xây dựng, rồi các cái dự án về những cái khu vui chơi giải trí và cả những dự án mà mang biểu tượng của thành phố hoặc là của tỉnh hoặc là của từng khu vực một. Các bạn thấy là tỉnh Quảng Ninh phát triển rất là khá đồng đều, từ mà nhất là những cái con đường mà nối từ thị xã Đông Triều xuống đến thị xã Quảng Yên và nối vào cái đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Đấy là cả một cái vấn đề cũng là muốn phát triển chung của nền kinh tế của tỉnh. Rồi cũng như huyện đảo Vân Đồn, chắc là ngày trước thì chúng ta cũng ít khi biết đến, có khi chúng ta cũng chỉ nghe đến là những cái đặc sản của Vân Đồn thôi. Nhưng đến ngày hôm nay thì Vân Đồn trở thành một cái địa điểm rất là phát triển. Và chúng ta nhìn trên hình ảnh đấy, những cái dự án rất là lớn. Hôm nay mình chỉ đưa vào đây một hai cái dự án thôi, còn ngoài Vân Đồn rất là nhiều. Thì các bạn muốn xem thì sẽ xem chi tiết từng cái video một nhá. Của mình đã cũng có làm rồi, đăng tải rồi, và tiếp theo tới nữa mình cũng sẽ đăng tải tiếp. Cũng như trên hình ảnh đấy, các bạn thấy là ngày hôm nay là cái tuyến đường lối từ bao biển từ Hạ Long sang Cẩm Phả là đã hoàn thiện rồi, xe đã được thông rồi. Mình sẽ làm một cái video trong tiếp theo tới đây, là cái bắt đầu là cái ngày
được thông tuyến toàn bộ, xe sẽ được đi thoải mái. Mình sẽ mấy trong những ngày tới mình sẽ làm cái video như vậy để truyền tải tới các bạn. Cũng trong cái dự kiến là trong những ngày tới là cái tuyến cầu Cửa Lục 1 này, cầu Tình Yêu này là cũng thông tuyến và cũng thông toàn bộ đây các bạn. Thì mình cũng sẽ tiếp tục trong cái những cái ngày cuối năm, 1-2 ngày nữa mình cũng sẽ làm tiếp về cái video thông tuyến như này, toàn bộ cái tuyến cầu Cửa Lục này nối từ bên thành phố Hạ Long cũ sang đến cái phần thành phố Hạ Long mở rộng. Các bạn sẽ đón xem Huy Hoàng sẽ lại truyền tải đến tiếp các bạn về những cái dự án rất là lớn ở trong tỉnh cũng như trên thành phố. Mình cũng không thể là làm được hết được trọn vẹn tất cả các cái dự án ở trên toàn bộ tỉnh đâu. Mình sẽ chia ra làm nhiều những cái video khác nhau, vì mỗi một video của mình làm cái thời lượng nó cũng hạn hẹp thôi, nó cũng không được dài lắm. Cho nên là mình cũng chỉ làm tổng hợp hôm nay là 15 cái dự án tạm tạm của trên tỉnh. Rồi những cái video sau này nó cứ mỗi một thời kỳ, ví dụ như là cứ hết lửa năm 1 thì mình lại làm cái video tổng hợp. Thế còn trong cả cái quãng 1 năm ấy thì Huy Hoàng sẽ làm những cái video độc lập ra từng cái dự án một, từng công trình một để cho các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là những dự án mới, thứ hai là những cái dự án mà đã đang thi công thì xem là các bạn cùng biết được đến cái tiến độ thi công đã được hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm công việc và đến ngày hôm nào là hoàn thiện. Từ lúc Huy Hoàng làm những cái kênh YouTube đến ngày hôm nay thì cũng được khoảng 6 tháng rồi các bạn, gọi lửa năm rồi. Mình cũng rất là cảm ơn tất cả những quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi và đã ủng hộ cho kênh của Huy Hoàng. Mà rất là cảm ơn đến tất cả các quý vị và các bạn. Vì khi mà những cái người làm YouTube như bọn mình ấy mà làm những cái video như thế này, những cái kênh lên như thế này thì là truyền tải đến cho tất cả các bạn biết được những cái thông tin cần thiết, những ví dụ như là bạn nào cần tìm hiểu về ngành du lịch hay là sự phát triển hay là những cái khu vui chơi hay là những tuyến đường hoặc là những cái công trình đáng để chúng ta phải để ý đến thì những cái người làm YouTube như chúng mình là sẽ truyền tải đến với tất cả các bạn những cái thông tin. Cũng rất là vui khi mà mình làm cái đầu tiên, lúc mình làm cái YouTube này mình cũng chỉ nghĩ là mình làm vui thôi, làm để mà giải trí trong cái thời gian Covid thôi, nhưng mà không nghĩ là đến ngày hôm nay là rất được nhiều các bạn và các quý vị khán giả ủng hộ. Mình cũng rất là vui. Một lần nữa mình cũng xin cảm ơn đến tất cả mọi người, vì hôm nay cũng là chuẩn bị bước sang năm mới rồi. Cũng tiện thể video ngày hôm nay thì Huy Hoàng cũng gửi lời chúc đến tất cả các quý vị khán giả và các bạn một lời chúc năm mới thật an khang và thịnh vượng. Tất cả những thông tin bên trên và hình ảnh mà hôm nay là mình cũng đã truyền tải đến tất cả các bạn, các quý vị khán giả những cái dự án, những cái công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh. Đến đây Huy Hoàng cũng xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn xem thấy video hay và hữu ích thì nhớ là đăng ký, chia sẻ và ủng hộ cho Huy Hoàng. Các bạn nhớ bấm chuông để nhận những cái video tiếp theo của Huy Hoàng trong thời gian tới. Chào các bạn.